Mưa từ lúc 12 giờ tới giờ luôn anh em. Gần 5 giờ luôn rồi. Trời u kiểu này. Mưa là nước mưa này. À, chuẩn bị để là hôm nay đi săn buổi chiều nè anh em. Săn mà gặp trời mưa à. Bẹp kìa, bẹp kìa, bẹp kìa. Bẹp kìa, bẹp kìa. Bẹp kìa. Nó nhảy trên cây nhảy kìa. Chim. Kìa, nhảy nhảy kìa. Cao quá. Kìa đứng ngóng ngóng cái đầu lên. Anh em. Anh đẹp lấy trên cây không? Quá trời cao rồi. Cao cái này bắt sao được. Thôi bỏ. Kèo nào cảm thấy mình chắc ăn mình mới thả chim nha. Chim săn mà mấy mồi khó ăn mà thả ra làm cái gì? Thả ra bắt đâu dính đâu. Mà nó mất sức con chim nữa. Rồi, lên con. Bữa giờ không bắt bịp, bữa nay gặp bịp chơi luôn. Lấy lại bắt mồi bự kiểu cho nó máu vài bữa. Ăn cổ đỏ kìa. Ê. Chết. Ủa con nào? Con nó con nào anh em ơi? Cổ đỏ nha anh em. Đây con. Chụp đầu. Ngon. Vừa ra lầm màu vậy. Tại nãy mắt cái hàng chú này nè, biết có nhìn thấy rõ không? Bây giờ mới gặp đường cò đỏ, chắc mình cho nó nhổ chút xíu rồi, cho nó hằn lại, biết màu lại. Như nào sạch sạch mới được. Cho nó nhỏ thoải mái lên anh em. Cho nó nhớ màu nha. 3-4 ngày mình chưa đi săn. Anh đi con. Thôi chắc mình phải cầm lên lại rồi. Nó không chịu ăn rồi. Phải cầm lên nó mới ăn anh em. Gì đó. Rồi ở nhà chiều nhỏ rồi đó. Phải chờ mình nữa.
Con chim nó chào chủ nha anh em, chứ mấy con nào cũng nhổ nha. Đây con, nè nè nè. Làm gì này mày ghen dữ vậy? Ghen quá ghen à. Chụp dính còn da cái ấy nãy luôn. Khoan đi con, chụp vô cái đầu luôn anh em, dính cái đầu luôn. Nó đang siết gì nè anh em, đừng có gỡ liền nha, để cho nó tự nhiên nó xả cái chân nó ra. Nó siết một chân vậy là mà anh em càng gỡ càng siết, hãy nắm cái chân ở sau là kéo ra. Nếu mà gấp á, này mình không gấp thì mình để cho nó từ từ đó, nó sẽ tự xả ra, thoải mái là tự xả ra. Nhiều hơn anh em, mới ra ăn cái đầu là được rồi. Đứng cho chân nó thoải mái lại là bắt đầu đi tiếp. Let's go. Một con này có không? Đi dậy qua đây coi. Chiều mình nay chịu với tia màu dữ này nè anh em. Làm cái ghê không? Giờ con gì lên là chết đó. Không có đường nào mà chạy nó chứ. Chơi chim là mình phải hiểu được con chim nó thái độ nó nha. Nó tia cái gheo. Thái độ quá ok rồi nè. Này mà cò lên là không có đường chạy đâu nha. Bảo đảm với anh em luôn. Là mình thấy liền luôn đó. Lên con cò liền ơi. Test cho anh em coi luôn. Ủa cái gì vậy? Bãi này là chỗ này mà không có cò nữa thôi. Tầm giờ này tất cả 5 giờ nè. Kìa đủ nè, rồi đủ kìa. Quá trời đẹp nè em ơi. Dính cò anh em ơi, dính trong bờ cây luôn nè. Tha vô đây kiếm chỗ đậu anh em. Con này nó không có kiểu như gớt lung tung giữa ao đâu nha, ít khi nào lắm. À con.
là đưa gần bay lên gần đứng. Trời ơi, ui ui, từ từ con. Dính này nó chắc nó lộn ở đây luôn.